Chiến lược cạnh tranh bằng thương hiệu đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng ở cấp độ doanh nghiệp và cả cấp độ quốc gia. Bối cảnh đó đòi hỏi Việt Nam phải có những chiến lược phù hợp với xu thế chung để tồn tại và phát triển. Trong chuỗi các sự kiện tuần lễ thương hiệu Việt Nam 2018 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn thương hiệu Việt Nam với chủ đề Thương hiệu với hội nhập và phát triển xuất khẩu bền vững. Tại diễn đàn, ông Vũ Bá Phú, cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, trên thế giới đã có hơn 80 quốc gia đang triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia để phát triển thương hiệu sản phẩm sang thị trường nước ngoài. Vì vậy, việc Việt Nam triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với hội nhập và phát triển xuất khẩu là phù hợp với xu hướng chung, là nhiệm vụ đặt ra cấp bách hiện nay. Tại diễn đàn, những chia sẻ, trao đổi, thảo luận của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương hiệu và xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp được tiếp thêm sức mạnh và động lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu của mình, của địa phương và quốc gia. Từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh, góp phần xúc tiến xuất khẩu và xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia của việt nam ngày càng vững mạnh trên trường quốc tế